Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ẩm thực của miền Tây mình các bạn. Đây là cô gái xinh đẹp đang nắng. Đó là nữ nghệ sĩ Ngọc Dung các bạn. Đây là món được mang tên là nem nướng các bạn. Được làm từ nhà luôn, thịt và tôm. Đây là các bếp bếp trưởng, bếp phó và bếp phụ, rất là nhiều bếp. Đây là cái món này là rất là ngon các bạn. Ta nướng, ta ăn nóng thì rất là ngon. Ta bóp vào dùng thịt, ta bóp vào cái que đũa nên nướng như các bạn. Đây là món ăn truyền thống là của gia đình của nhà và bạn Ngọc Thu Nụn. Bạn ơi, món nem gia truyền các bạn, không phải ai làm cũng được đâu. Cái này có nhiều cái chất tạo nên là cái mùi vị thơm ngon đặc trưng riêng của nhà Ngọc Thu Nụn, chứ không phải giống như nem ngoài chợ các bạn. Chúng ta sẽ nướng mà trở đều tay như thế này, nếu không sẽ nem nó sẽ bị dễ khét. À, giới thiệu với các bạn, đây là bạn Chu Nguyên, chỉ biết cười không bao giờ cứ nói gì hết. Chưa lọc lưỡi. Đây các bạn, đây là cái cây thịt sống chưa nướng nha. Một lát nữa mình sẽ đặt vô cái than như vậy mình nướng. Khi nướng xong nó sẽ vàng ôm như thế này các bạn. Thì sau đó chúng ta sẽ quết nước mắm cho ăn một cái thì chúng ta sẽ cảm giác là khó chịu trong mình các bạn. Ăn vô no lắm. Phải trở đều ra. Món này thì nếu mà Ngọc Thu Nụn ra tay mà ướp là món này thì chúng ta cứ nước mà dùng bỏ các bạn, không ăn được. Nhưng mà mẹ của Ngọc Thu Nụn làm rất là ngon. Rồi bây giờ dì hai mình sẽ gói một cái gói để cho bạn xem nha. Chúng ta sẽ cho rau và dưa chua vào các bạn. Và một số gia vị khác như là xài nữa các bạn, dưa leo, rau cải. Chúng ta đặt vào bánh tráng. Chúng ta lấy một ít bún chúng ta bỏ vào. Qua bên phía Nguyên luôn. Đây. Đó, đây là một cái gói này các bạn hoàn chỉnh nè. Đây.
Nó rồi mời các bạn ăn nem với mình nha. Điện nói nha.